Nhiều đoạn của dự án cao tốc Bắc Nam hiện đang đứng trước nguy cơ chậm tiến độ do nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm trầm trọng. Khi khảo sát dự án thì nguồn vật liệu có đủ, thế nhưng đến khi triển khai thi công thì lại xảy ra tình trạng khan hiếm nguyên vật liệu. Không những vậy, giá vật liệu còn bị đẩy lên gấp 3 lần. Đến nay thì dự án trọng điểm quốc gia cao tốc Bắc Nam lại tiếp tục phát sinh nhiều vướng mắc bất cập, ảnh hưởng đến tiến độ thi công dù nguồn ngân sách đã bố trí đủ. Dự án thành phần cao tốc Bắc Nam đoạn Vĩnh Hảo Phan Thiết có chiều dài hơn 100 km với tổng mức đầu tư gần 11.000 tỷ đồng là một trong những dự án được chuyển hình thức đầu tư từ hợp tác công tư PPP sang đầu tư công. Được khởi công vào tháng 11 năm 2020 và dự kiến hoàn thành trong năm 2022. Tuy nhiên sau khi triển khai, dự án này lại đang rất khó khăn do thiếu đất đắp nền đường. Căn bản nhất thì chúng tôi là khó khăn về nguồn vật liệu, trong đó là đất đắp mà K95 và K98 của nền đường. Thì hiện nay các cái mỏ theo cái quy tắc của Sở Tài nguyên là đấu trúng giá, thế nhưng mà cái trữ lượng khảo sát và cái tính toán cũng chưa chính xác so với cái khối lượng yêu cầu của dự án, dẫn đến là rất khó khăn về nguồn vật liệu. Tổng nhu cầu đất đắp nền đường theo đúng thiết kế kỹ thuật của cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết là 9 triệu mét khối. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 3,5 triệu mét khối đất vật liệu đủ điều kiện cung cấp, còn thiếu hơn 5,5 triệu mét khối. Đáng chú ý, nếu tính cả trữ lượng của 6 mỏ đất đang làm thủ tục cấp phép thì cũng chỉ mới đạt 4,1 triệu mét khối, còn thiếu 1,4 triệu mét khối chưa tìm ra phương án cung cấp. Cái mỏ đã chỉ ra trong thiết kế thì lại có các cái trữ lượng nó không đủ như yêu cầu, và các cái thủ tục về pháp lý giống như là thủ tục khai thác đang còn vướng mắc, cho nên là việc cung cấp vật liệu đất đắp cho nhà thầu cũng chưa được là nhiều. Theo tiến độ, tháng 10 năm 2021, dự án sẽ phải hoàn thiện nền đường để hoàn thành vào năm 2022. Tuy nhiên, với thực trạng khan hiếm vật liệu như hiện nay, không thể đáp ứng khi dự án triển khai đồng loạt. Không chỉ Vĩnh Hảo Phan Thiết mà các dự án Cam Lộ La Sơn, Mai Sơn Quốc lộ 45 hay Phan Thiết Dầu Dây đều chung tình trạng này. Cái mà vướng mắc bây giờ ở Bình Thuận và cả Ninh Thuận mai sau nữa, một là cái đất đắp. Hiện nay các cái mỏ thì nó có trữ lượng thì nó không lớn, nó thiếu. Hai là cái thủ tục mà cấp mỏ thì theo đúng luật thì rất lâu, tại vì cái thủ tục sau đấu thầu nó còn phải khoan để xác định trữ lượng, rồi thì các cái bước ấy nó theo luật là nó làm lâu. Đến nay, giá thị trường đang ở mức 90.000 đồng một mét khối đất, nhưng giá đấu thầu chỉ 50.000 đồng một mét khối. Rõ ràng, khi xây dựng giá trị dự thầu đã không tính toán kỹ phần vật liệu này, xác định rõ có bao nhiêu mỏ đất, trữ lượng bảo đảm cung cấp cho nhu cầu đoạn tuyến cao tốc. Nếu những khó khăn nguồn cung vật liệu không được sớm tháo gỡ, thì cao tốc Bắc Nam sẽ có nguy cơ chậm tiến độ.